Akashop thì nên video review Attack 2013 combo Demi nhanh trước, Red Audi, Red Unlock, hiệu ứng Audi G8, Demi một màu, Xenia một màu, quả tiết của Red Audi và màu sắc Red Audi, Red Unlock có thể tùy chọn theo cầu khi lắp đặt. Trên video là mẫu làm cả trên cả dưới phần Demi và Xenia. Bật xi nhan ở chế độ ban ngày, khi các bạn bật xi nhan bên nào bên nó chớp tắt màu vàng, đặc trưng là xi nhan. Em lưu ý là quả tiết và màu sắc của LED Audi, LED Unlock có thể tùy chọn theo cầu khi lắp đặt với các màu trắng, xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng, tím. Xi nhan bên này LED Audi với ưu điểm là không thấy nhân bóng LED, chỉ thấy ánh sáng và quả tiết LED. Tắt xi nhan, mở chế độ Demi. Đây là chế độ Demi công tắc đèn ở chế độ một nấc ban đêm. LED sáng liền, không thấy nhân bóng LED, chỉ thấy ánh sáng và quả tiết khi lên đèn. Đây là ưu điểm của LED Audi. Và một điểm nêu ý là LED Unlock thế hệ mới chơi một bóng LED. Unlock có 4 ngăn, 3 ngăn ngoài và 1 ngăn trong. Với LED Unlock thế hệ mới, bóng Unlock sẽ sáng đầy đủ 4 ngăn khi mà bóng đèn, khi cả chế độ Demi và Xenia. Trên video các bạn đang xem lúc này là chế độ Demi. Mình sẽ chuyển sang Xenia để thấy rõ sáng đầy đủ trên một bóng cả chế độ Demi và Xenia. Đây, chế độ Xenia rõ màu vàng. 3 ngăn ngoài và 1 ngăn trong, sáng đầy đủ ở cả chế độ Demi và Xenia. Đây là ưu điểm của Unlock thế hệ đời mới, giúp cho cái bộ đèn của các bạn được sáng tối đa và tăng hiệu quả khi phát sáng ban đêm. Tắt xi nhan. Bộ đèn đây là phần hiệu ứng Audi A8 ở chế độ Demi một màu, xi nhan tự động tắt màu chế độ Demi và chuyển sang màu vàng, chớp tắt làm chỉ này xi nhan. Đây là xi nhan. Tất cả hoàn toàn tự động, khi các bạn bật công tắc trên xe, đèn sẽ tự động hoạt động. Khi bật xi nhan bên nào bên đó đổi màu và chế tắt làm xi nhan, bên còn lại vẫn thực hiện chế độ đèn Demi. Bên đây đèn Demi. Màu sắc giữa các chế độ Demi và xi nhan các bạn hãy tùy chọn theo cầu khi lắp đặt. Trắng, xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng, tím. Tắt xi nhan. Bật xi nhan bên này. Đây là hiệu ứng Audi A8, Demi một màu, Xenia một màu. Còn trên video là LED làm cả trên cả dưới, các bạn có thể chọn làm bên trên hoặc làm cả trên cả dưới theo cầu. Tắt Xenia trở về chế độ Demi. Màu sắc của LED Audi và LED Unlock có thể tùy chọn, và quả tiết LED Audi cũng có thể tùy chọn theo cầu khi lắp đặt. Ưu điểm của Unlock này là mới sáng 4 ngăn bóng, 4 ngăn bóng LED trên một bóng đèn Unlock. Tắt Demi, trở về chế độ bình thường, bật xi nhan. Màu vàng đặc trưng của xi nhan. Tắt xi nhan. Video review Attack 2013 với combo LED Audi, LED Unlock cả trên cả dưới, Demi một màu, xi nhan tự động đổi màu và chế tắt, hiệu ứng Audi A8. Sẽ mong được thời điểm với AK Shop.